จนเครียดรู้กินเหล้าจนเครียดเลิกเหล้าทำงานทำงานทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี้ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเล่าเนี่ยChào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô, mình là Bác Tô đây. Và trong cái thời gian mà chờ đợi update 15 mòn mỏi luôn thì Bác Tô không biết làm gì. Là Bác Tô lấy cây bazooka này ra, farm lên 600 mastery. Đó thì coi như là cũng có việc làm để trong lúc mà rảnh rỗi xin ông nổi là như vậy đó. Nhiều bạn thì đi săn bâu ti này kia các kiểu, Bác Tô thì kỹ năng gà. Bác Tô già rồi thì làm sao mà đu được với giới trẻ. Cho nên là mình già thì mình chỉ lấy là cái siêng năng, cái sự chăm chỉ mình ra là để cho giới trẻ là nó gương học tập theo thôi. Chứ kêu mà ông già như Bác Tô ra đánh nhau thì có nước là 2M5 rồi tuột xuống còn 1M5 thì chết nữa. Mất công là phải vô trong server VIP là farm bot lại nữa. Rồi được rồi, thì trước đây á thì mình có một cái, những cái súng mình á thì mastery thấp thì mình bấm những cái này nè, đều 600 mastery hết. Thì mấy bạn nói ôi vậy là bắt tôi chơi server VIP, server thử nghiệm rồi. Nhưng mà khi bấm qua súng thì là mastery thấp mà đây là chắc chắn bắt tôi là tự cài. Nhưng mà bây giờ tất cả các món của mình đều 600 mastery rồi. Thì nhìn sao, nhìn vô số belly mấy cái mình cài được á anh em. Đó thì cái bazooka này á thì 600 mastery của mình farm trong vòng 3 ngày. Thì nếu như mình có thời gian thì thực sự mình farm trong vòng 1 ngày là xong. Bởi vì mình còn chơi cái Anime Fighter Simulator nữa, cho nên là mình không có thời gian chơi hết á. Ví như mình đi ải xong ra mình rảnh mình farm bên này. Đó thì làm chày cối ngày đêm như vậy rất là bắt tô, gọi là mệt mỏi đau đầu muốn khùng luôn á. Thôi thì kể lể nãy giờ cũng đủ rồi. Thì mình sẽ cho anh em xem về cái cây mastery, cây bazooka 600 mastery của mình. Hiện tại là mình đang sử dụng cái kính, cho nên là cái kính này có tăng đam cho súng không anh em? Hình như là có tăng đam cho súng, tăng 8% cho tất cả. Rồi mình bỏ cái kia, bỏ cái kính ra thử là biết liền. Đây, 2036 mấy đúng không? Bây giờ đeo kính lại thử coi là bắn được bao nhiêu. 2005 thì phải, như vậy là cái kính của Do Flamingo cũng tăng cho súng. Đó, như vậy thì thôi cũng được. Thì mình thích sử dụng cái kính này bởi vì mình di chuyển nhanh hơn. Thì anh em có thể thấy là cái súng này đam của mình rất là to đúng không? So với những cái khác như là melee này kia nè, là kiếm. Thì anh em làm gì mà kiếm được một phát bắn mà tới 2k mấy đam. 2k mấy đam này á, là nó to hơn đam chiêu luôn á. Thậm chí là to hơn đam chiêu. Đây là chiêu này đá là bao nhiêu đây đam này. Anh em nhìn giúp cho mình nha. Anh em xem video thì có dễ dừng lại xem được, chứ mình thì không xem được. Trời hụt lắc. Đây chiêu này 2k6 đam và đam đốt. Đó thì anh em thấy là đam cái súng này anh bắn thì nó còn to dữ dằn như vậy. Kiểu như mình đi BK mình sử dụng chiêu các kiểu rồi mình cấu rỉa xong mình sử dụng súng cái mình bắn thấy không? Đó thì đam súng rồi cũng đâu có giỡn được đâu. Tại vì cây súng là ít nhiều người sử dụng thôi. Chứ nếu mà được tận dụng thì mình nghĩ đây là một món hàng BK rất là mạnh. Mình thì chưa farm những cái loại súng kia nên mình chưa biết đam như thế nào. Nhưng mà riêng cái bazooka này đam to, chỉ có một cái là đường đạn nó bay chậm. Đây là anh em thấy không, cái đường bay của viên đạn này hơi chậm. Nhưng mà mình chơi nếu mà mình canh góc thì mình có thể sử dụng được chiêu này, chiêu Z của trái ba chiêu Z của cây bazooka này là bao nhiêu đam để mình nhìn kỹ lại nha. Đây mình bazooka mình 600 mastery mà 600 mastery á thì được một cái là nó sẽ cộng vô thêm 200 điểm súng cho cái phần star này. Ngày xưa cái thời mà ở cấp 1000 thì 200 điểm này nó quan trọng lắm. Còn bây giờ thì 200 điểm này không có chênh lệch mấy. Đó thì càng ngày mình sẽ càng bị thiệt thòi. Mong là admin cho ra 900 mastery đi để mình farm luôn ha anh em. Rồi mình nói vậy nhiều anh em chửi mình chết. 600 mastery farm còn không nổi, lên 900 mastery. Rồi bây giờ mình sẽ bắn bao nhiêu đam nè. 1006. Ôi, đam này thua. Đam của chiêu thức thua bắn thường chỉ được cái là để mình phòng thủ thôi. Nghĩa là ai mà lao lại gần mình thì mình sẽ bắn nó để cho nó bị lùi ra. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi sau mà khi nó lùi ra cái mình bồi thêm một phát đạn nữa. Nó giăng ngược lại. Nó giống như chiêu của con Zit mà giăng ngược lại thì làm sao anh em sử dụng chiêu ít. Và chiêu ít này đam là rất là nhiều, mình không tính được. Rồi, lỗ rồi anh em.
tại vì cái con này nó thấp máu rồi nên mình bắn một phát nó chết luôn. Đây, mình sẽ làm lại cái combo lúc nãy mà chắc chắn là mình sẽ không làm được, tại vì lúc nãy là hên quá, hên làm được cái nổ thôi anh em. Đó, sau mình bắn nó văng ngược. Đó, nó đâu phải làm được đâu. Với lại BK chắc chắn là sẽ không làm được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử đam chiêu ít. Toàn là những vết mà 300 mấy, 200 mấy đam. Rồi thì cái lượng đam này cũng là một lượng đam tương đối là to, nhưng mà cũng chưa có sánh được với viên đạn này nhỉ. Đúng anh em, mình sẽ thử lại cái chiêu này nè. Mình đứng từ sau mình bắn thôi, nó tạo ra cái dùng đam ra sao. À, nó bắn ra kiểu này thì cái chiêu này nó bay nhanh hơn nè. Còn như chiêu Z thì chiêu X với lại chiêu Z thì nó bay nhanh hơn viên đạn, nên là đam yếu hơn là điều hiển nhiên rồi, đúng không? Rồi mình sẽ bắn qua đây thử coi. Nó hơi bị lắc một tí ha anh em. Đam có vẻ như yếu hơn mình bắn viên đạn thật. Rồi thì bây giờ coi như mình đã nói xong về cái phần mà đam đũng của nó rồi đúng không? Cũng như là nói trong đánh nhau á, thì mình cũng không có rành về đánh nhau, nhưng mình cảm thấy là những cái loại súng mà đem vào BK thì nó không có yếu đâu anh em. Những cái loại mà viên loại súng mà bắn một phát là trúng á, viên đạn mà bay nhanh nhanh á thì cũng ngon lắm. Còn riêng cái bazooka này thì mình thấy là thích hợp để mình đi đánh quái, mình đi raid mà cầm bằng bazooka á, thì không bao giờ mất máu đâu. Những anh em nào mà thấp máu cứ sử dụng bazooka. Rồi thì như vậy là mình đã nói về những cái lợi ích của cây súng này rồi. Thì anh em nào mà nghĩ ra thêm được về những cái lợi ích của nó thì hãy comment bên dưới. Còn nãy giờ thì anh em có hỏi về, có anh em có nào thắc mắc là mình farm như thế nào không? Thì mình sẽ giải thích cho anh em mình farm như thế nào. Mình farm ở map thuyền, tại vì ở map đó thì quái nó gần, nó thích hợp để cho mình dụ hơn. Cũng tùy theo map, nếu mà bạn farm kiếm hay là farm melee á, và sử dụng trái Phật tổ á, thì farm map mạnh nhất cho mình. Còn riêng cây bazooka này á, hay là khi mà bạn không có trái Phật tổ á, thì cần phải dụ quái. Mà dụ quái thì những cái map mà dễ dụ như map tuyết hay là map thuyền này á, thì cứ như thế này, bạn cầm bazooka đi, bạn bắn từng con quái, thấy không? Đó, bạn bắn như thế này rồi chờ quái nó tới, mình bắn nó đây, rồi sau đó là mình sẽ bắn con quái ở đây, rồi xong mà chờ quái lại. Sau khi hơi lắc, tưởng đâu bắn không được. Sau khi chờ quái nó tụ lại xong thì mình thích làm cái gì cũng được, bạn đổi qua kiếm hay là trái quỷ hay là cái gì đó, bạn đánh cho quái nó thấp máu xuống. Rồi mình gồng cái haki lên, quánh cho quái thấp máu xuống. Rồi bắt đầu bạn mới sử dụng là cái yêu của cái bazooka bạn bắn. Thì cái súng mình á là đam nó không được to, cho nên á là bạn bắn, không phải đam nó to nhưng mà nó bắn lâu. Cho nên là cái gì bạn chờ bắn hết mấy phát chết quái thì nó lâu lắm. Với lại bắn nó văng ra, cho nên mình cứ sử dụng bằng mấy cái melee mình bắn. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Cách mà farm những cây súng khác mà không bắn lan như bazooka, bạn cũng làm như vậy luôn. Nó có những chiêu bắn lan mà súng thì hầu như cũng có vài cây, nó có điều hầu như tất cả các cây nó đều có một chiêu bắn lan. Thì bạn sử dụng một cái loại cái kiểu mà tấn công khác như melee hay là kiếm hay là trái quỷ, thì bạn dụ quái lại rồi bạn đánh nó thấp máu xuống, rồi bạn chuyển qua súng là xài kêu là vậy thôi. Đó anh em thấy không, nó đơn giản, cũng không có gì khó đúng không? Rồi đó, như vậy thì chờ con quái này lại, rồi sau đó mình sẽ đánh thấp máu bầy quái xuống. Nó biết sao anh em, tại mình đánh bằng melee nó không có điều. Rồi bây giờ sử dụng bazooka, sử dụng chiêu X nè. Đấy, mình nhảy lên bắn một phát nữa. Sử dụng chiêu Z bắn nó xuống. Đó, thì đây là cái cách farm. Vậy thì trong video này mình đã nói về cây bazooka rồi các kiểu rồi. Chủ yếu là khoe 600 mastery thôi. Còn những cái mình nghĩ ra thì nó cũng nhiều khi nó không thiết thực. Tại vì mình ít chơi, lâu quá rồi mình không chơi game này nên mình cũng chưa biết tận dụng nó như thế nào á. Thì anh em biết thì comment lên bên dưới ha. Phần này lúc nãy mình có nhắc rồi, nhưng mà cuối video thì mình muốn nhắc lại một lần nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video rồi tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.